Và chú Chè Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em được tầm khoảng 50 cây mai là cúc 7 tầng ha, hay còn gọi là cúc tiên ong nha cả nhà. Thì cái hoa của nó rất là đẹp luôn. Vì sao gọi là 7 tầng? Lý do là nó sẽ có 7 tầng cánh hoa nha. Nó có 7 cái lớp á, nó 7 tầng á. Cho nên người ta gọi là cúc 7 tầng ha. Thì em không có nhiều nha cả nhà, em chỉ được tầm khoảng 50 cây thôi. Và em giao lưu với giá rất là hữu nghị cho cả nhà luôn. Em thấy mấy chỗ kia thấy bán cũng 200-300 nghìn một cây á, nhưng mà em bán chỉ với giá là 300 nghìn một cặp thôi. Và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Thì khi chúng ta mua một cặp thì chỉ cần thanh toán 300 nghìn thôi, còn phí ship thì bên em đã trả luôn nha cả nhà. Thì cái cây nó không cao lắm nha. Thì nói chung mấy cái giống mới này nó cũng không có được, cây nó không có được bự lắm. Lý do là em ghép cũng tầm khoảng vài tháng thôi ha. Thì cây cao tầm khoảng một gang tay nha. Tất cả các bộ rễ bên em thì đều được xử lý đế hết ha. Em thấy cái này nè, nó rễ của nó rất là đẹp luôn nha, rễ đẹp lắm. Thì cây cao tầm khoảng một gang tay của em trở lên nha. Cái cây này thì em bán với giá là, đó, cái rễ của nó đẹp lắm nha cả nhà. Nó cuộn cục cục luôn á, nhưng mà sơ dừa này nè chúng ta không thấy thôi. Em bán giá 300 ngàn một cặp, vậy em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, rễ đẹp lắm. Cái này về chúng ta tưới lên cái là thấy liền luôn á. Rồi, 300 ngàn một cặp thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Em chỉ được vài chục cây thôi nha cả nhà. Ai thích cái loại mà cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong thì xin liên hệ với vườn mai Chích Chè Bông nha. Và cũng mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý anh chị cô chú nha. Mong được sự ủng hộ ạ. Đây là cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong. Rồi, xin cảm ơn và mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.